Còn nếu mà các bạn nhịn ăn cả ngày nè, nhịn ăn hàng tuần luôn mà các bạn không ăn uống gì cả thì chỉ dùng phương pháp để tóc á, nó sẽ làm cho bị rối loạn điện giải, nó bị rối loạn. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ rối loạn những cái chuyển hóa năng lượng. Đầu tiên khi chúng ta muốn giảm cân là chúng ta cần phải có mục tiêu. Vì mục tiêu nó sẽ giúp cho chúng ta biết giảm cân là giảm những cái yếu tố nào ở trong cơ thể. Mục tiêu để cho chúng ta biết được các cái phương tiện để đo lường cái việc giảm cân là thực sự có hiệu quả hay không. Ví dụ như mục tiêu của Thúy là sẽ giảm 5 kg. Đấy, ngay cả khi các bạn cởi những cái quần áo của chúng ta mặc hàng ngày ra và chúng ta bước lên trên cân, hay là chúng ta nhịn ăn một ngày thôi, hoặc là chúng ta uống cái thuốc sổ, hoặc là cái thuốc sổ đó nó sẽ giúp cho cái việc đào thải hết cái lượng chất thải ở trong cơ thể này, cái lượng phân ở trong bụng của các bạn ra, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn cái lượng phân đó nó ở trong bụng á, các bạn được thải ra ngoài thì nó giảm khoảng được từ 2 cho đến 3 kg là bình thường ạ, là bình thường luôn. Vì cái lượng đó nó ở trong cái ruột già của chúng ta nó sẽ có khoảng 2 cho đến 3 kg, nó có sẵn rồi. Đấy. Vậy khi mà chúng ta dùng cái thuốc sổ hay là những cái phương pháp để tóc á, nó chỉ có lợi khi mà chúng ta dùng đúng cách. Chúng ta dùng để tóc một cách khoa học thì nó sẽ hiệu quả. Còn nếu mà các bạn nhịn ăn cả ngày nè, nhịn ăn hàng tuần luôn mà các bạn không ăn uống gì cả thì chỉ dùng phương pháp để tóc á, nó sẽ làm cho bị rối loạn điện giải, nó bị rối loạn. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ rối loạn những cái chuyển hóa năng lượng, nó giảm cái chức năng của hệ miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt là khi mà chúng ta giảm cân á, không có cái mục tiêu rõ ràng, chúng ta giảm đi cái khối lượng cơ trong cơ thể nè, làm cho người của chúng ta nó giảm đi, nó không có được đẹp. Con người của chúng ta nó sẽ cảm giác là nó uể oải, nó rệu rã và nó không săn chắc. Mà giảm cân xong á, là nhìn cơ thể của chúng ta, thậm chí là những khuôn mặt chúng ta như một cái bà cụ non á, thì điều này chúng ta không hề mong muốn, đúng không ạ? Người bệu rệu trông rất là xấu. Vậy nên là giảm cân các bạn cần phải có mục tiêu rõ ràng. Nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.